Thực hư tin Trung Dũng công khai thuộc LGBT, dân mạng đào lại phát ngôn sốc thời đóng vai đồng tính. Ở thời điểm hiện tại, Trung Dũng luôn là cái tên nổi bật trong dàn nam diễn viên Việt Nam. Anh được khán giả yêu mến với ngoại hình đầy nam tính, gai góc khỏe mạnh, đặc biệt là khả năng diễn xuất đa dạng nổi trội. Mỗi vai diễn được Trung Dũng thủ vai đều gây ấn tượng mạnh với khán giả. Cho đến mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện hàng loạt thông tin về việc diễn viên Trung Dũng thừa nhận bản thân thuộc cộng đồng LGBT. Ngay lập tức, thông tin này đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Qua đó, nhiều chị em cũng cảm thấy tiếc nuối vì Trung Dũng vốn dĩ là gu của nhiều người. Bên cạnh đó, cũng có một số người thay nam diễn viên bác bỏ và cho rằng anh vẫn là đàn ông, thậm chí còn có tài khoản cho rằng anh là người đã có gia đình. Giữa lúc tin đồn về giới tính đang lan rộng, diễn viên Trung Dũng đã thẳng thắn chia sẻ với truyền thông. Trang mạng đăng tin lá cải, làm sao tôi kiểm soát được? Còn nhớ vào năm 2014, Trung Dũng đã từng tham gia bộ phim Lạc Giới do chính anh viết kịch bản cũng như thủ vai nam chính. Trong phim, Trung Dũng vào vai một thanh niên bị truy đuổi, phải tìm đến vùng núi hoang sơ để trốn. Tại đây, nhân vật nảy sinh tình yêu với anh chàng Chăn Dê. Đáng chú ý, sau khi chính thức công chiếu, anh bất ngờ vướng tin đồn đồng tính do có những phát ngôn gây sốc. Mọi người có nói tôi đồng tính cũng là chuyện hết sức bình thường, tôi sẽ rất vui nữa. Tuy nhiên, Trung Dũng cũng từng khẳng định, tôi chuẩn men, phim và ngoài đời hoàn toàn khác nhau. Dự án mới nhất của nam diễn viên là vai Khanh, anh cả của hội nam chính trong Lật Mặt 6. Bên cạnh tính cách khó lường, Khanh của Lật Mặt 6 còn có nhiều cảnh hành động nguy hiểm, trong đó có màn nhai thủy tinh đáng sợ, cảnh được Trung Dũng và Lý Hải tiết lộ là chưa từng có trên màn ảnh Việt. Ở tuổi 50, nam diễn viên Trung Dũng gây ấn tượng mạnh bởi sự phong độ, mức độ chịu chơi khi diễn xuất. Trước đó, trong một bài phỏng vấn hồi cuối năm 2021, nam diễn viên thừa nhận đang yêu nhưng chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Anh nói, tôi đang hạnh phúc trong mối quan hệ tình cảm. Bạn gái tôi còn trẻ nhưng tâm lý, có nhiều điểm chung về tư tưởng. Dù yêu nhau, cả hai vẫn dành cho nhau sự độc lập và không gian riêng cho đối phương. Tôi có công việc, các mối quan hệ cá nhân và cô ấy cũng thế. Chúng tôi thống nhất vun vén tình cảm mỗi ngày và không nghĩ ngợi quá nhiều. Nhiều bạn bè người thân lo lắng chuyện kết hôn nhưng tôi lại không sốt ruột. Đúng hơn, trước nay tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thực hiện điều này. Tới tuổi này rồi tôi muốn tìm một tình yêu đồng điệu với bạn đời chứ không phải vì trách nhiệm hay sự ràng buộc. Như cặp đôi Hồ Ngọc Hà Kim Lý, có hai con sinh đôi, tổ ấm viên mãn nhưng cũng đâu đặt nặng chuyện cưới hỏi. Điều quan trọng người trong cuộc cảm thấy thoải mái và hài lòng. Còn những gì thuộc về tương lai thì không ai nói trước được. Biết đâu 5 năm nữa quan điểm của tôi lại thay đổi thì sao? Nói về chuyện có con với bạn gái ở thời điểm đó, anh thẳng thắn chia sẻ. Tôi thích con nít lắm nhưng chắc để tùy duyên thôi. Nuôi dạy một đứa trẻ trong thời buổi này là cả một vấn đề áp lực lớn cho bố mẹ. Tôi cũng gần 50 nên việc có con đôi khi lại là sự ràng buộc. Tôi nghĩ mỗi người quan trọng là vui vẻ, mãn nguyện với cuộc sống của mình. Tôi sẽ không sống vì nghĩa vụ hay làm hài lòng người khác. Gia đình tôi cũng rất đông con cháu và suy nghĩ hiện đại nên chỉ cần mỗi thành viên sống vui khỏe, hạnh phúc là được. Giờ tâm thế tôi làm nghề xác định vì đam mê. Nhiều nghệ sĩ 70-80 tuổi vẫn đi diễn, được khán giả mến mộ. Tôi muốn mình như thế. Ngoài đóng phim, tôi còn có khả năng ca hát, đóng quảng cáo nên thu nhập khá ổn định. Tôi có dự định sẽ mở một phòng trà ca nhạc trên Đà Lạt. Sau này khi ít đóng phim, tôi sẽ xem đây là không gian nghệ thuật của riêng mình. Trước mắt tôi đợi hết dịch để thực hiện một dự án về du lịch trên những thắng cảnh đẹp nhất Việt Nam. Mấy mươi năm hoạt động, tôi không thuộc dạng nổi đình đám nhưng vẫn tự tin mình sống tốt với nghề. Tôi có nhà, có xe và số tiền tích góp đủ lo cho mình khi về già. Nhu cầu mỗi người khác nhau, còn tôi không tham vọng về tiền tài. Tiền của nhiều nhưng không có thời gian tận hưởng thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, nam diễn viên nói thêm.